Thưa quý vị, tác giả Nhân Tuấn Trương có bài viết Quốc gia thất bại mà anh chị muốn gửi đến quý vị ngày hôm nay. Tác giả Nhân Tuấn Trương viết rằng Việt Nam là một quốc gia thất bại. Từ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cho đến Việt Nam Cộng Hòa rồi cho đến Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thất bại không phải chỉ do khổng giáo, do thái độ nô tài của kẻ sĩ, mà phần lớn là do cách tổ chức quốc gia. Tất cả các quốc gia thất bại trên thế giới không có ngoại lệ, đều có các điểm chung như sau. Đó là nền pháp trị yếu kém khiến quyền lực quốc gia bị thao túng, hoặc là do mấy cái đỉ chính trị khuynh đảo, hoặc là do tôn giáo, do quân đội, công an sử dụng họng súng, thần quyền để mà cướp đoạt quyền lực quốc gia. Mục đích thành lập quốc gia để làm gì? Quốc gia không đơn thuần được thành lập bởi các thành tố, lãnh thổ, dân chúng và một chính phủ. Quốc gia thành lập cũng không hẳn có mục đích trở thành đối tượng của công pháp quốc tế. Quốc gia được thành lập chỉ có một mục tiêu duy nhất là tập hợp sức mạnh của cái tài nguyên trí tuệ của tất cả vì chỉ có quốc gia mới có khả năng và nhất là có thẩm quyền chính đáng để làm cái việc này. Quốc gia thành lập là để phục vụ dân chúng, sao cho mọi thành tố trong quốc gia đều có cơ hội thăng tiến như nhau, có quyền như nhau trong mưu cầu sung túc, hạnh phúc, không bị ngoại bang đe dọa từ bên ngoài và bị bức hiếp do các phần tử bất hảo từ bên trong. Đỉ chính trị Tức là cái thành phần chính trị gia sử dụng quyền hạn được dân chúng giao phó nhằm phục vụ cho lợi ích của ngoại bang, cho đảng phái, cho cá nhân, cho gia đình mình. Trong một quốc gia pháp trị, luật lệ quốc gia là ý chí của nhân dân. Luật lệ đặt ra nhằm mục đích trước hết là bảo vệ quốc gia, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích vật của cái cũng như an ninh cho từng cá nhân trong xã hội. Cái bọn đỉ chính trị khi mà sử dụng quyền hạn do dân giao phó để phục vụ cho ngoại bang là họ đã phạm vào cái tội phản bội quốc gia. Khi họ sử dụng quyền hạn này để phục vụ cho đảng phái, cho cá nhân, cho gia đình thì họ đã phạm vào cái tội tham nhũng quyền lực. Đảng Cộng sản Việt Nam trong một thời gian rất là dài đã là những con đĩ chính trị. Họ sử dụng đất nước và xương máu của cải của dân tộc này để phụng sự cho ngoại bang, cho giáo điều chủ nghĩa. Trong một thời gian rất là dài họ đã phạm cái tội phản bội quốc gia. Vấn đề là người Cộng sản họ không có khái niệm quốc gia đảng cộng sản việt nam đến bây giờ mục tiêu chính trị của họ vẫn là tìm mọi cách mọi mánh khóe để giữ cái quyền lực chứ không phải để phụng sự cho quốc gia cho cộng đồng dân tộc sinh sống trên đất nước họ không có trách nhiệm như là một chính đảng lãnh đạo quốc gia họ khai thác đất nước này cạn kiệt rừng đã hết và biển đã chết đến khi hệ quả của cái việc khai thác vô nguyên tắc theo cái kiểu mà vào vơ vét về như đồng bằng sông cửu long đó Tại đây, người dân phải gồng mình đối phó với đủ mọi thứ đe dọa thiên nhiên, ngập mặn này hạn hán này đất lún này thì Đảng Cộng sản Việt Nam lại hô hào cái chính sách thuận thiên tức là gán các cái đe dọa ngập mặn này hạn hán này đất lún này là do ông trời. Và họ chủ trương phó mặc cho trời. Rõ ràng đây là một cái thái độ vắt chanh bỏ vỏ. Quốc gia vì vậy đã đào nhiệm trong vai trò quốc gia sự hiện hữu của quốc gia trở nên không còn cần thiết nữa. Quốc gia như vậy thì xứng đáng bị suy sụp và tự hủy diệt. Về tôn giáo, khi các vị đại diện tôn giáo tranh giành quyền lực, sử dụng ảnh hưởng tôn giáo làm tha hóa các nền tảng hoạt động dân chủ, thần quyền xoáng ngôi thế quyền. Một quốc gia có nền pháp trị vững chắc luôn có các bộ luật nhằm đóng khung ảnh hưởng của tôn giáo, không để tôn giáo khuynh đảo các sinh hoạt chính trị thế quyền và thần quyền, nước sông không phạm tới nước giếng, những gì của Caesar hãy trả lại cho Caesar, những gì của Jesus thì phải trả lại cho Jesus. Bất kỳ quốc gia nào thất bại đều thấy có ảnh hưởng của thần giáo chi phối mọi sinh hoạt dân chủ, điển hình là chế độ Việt Nam Cộng hòa. Do Thái là một trường hợp riêng biệt trong một quốc gia ngoài quân đội của quốc gia mọi vũ trang của đảng phái phe nhóm sử dụng vũ lực để đe dọa áp lực để khuynh đảo nền móng quốc gia thì tất cả đều bị xem là phản loạn các lực lượng vũ trang như bình xuyên cao đài hòa hảo thời ông diệm trước pháp luật tất cả đều là phiến loạn còn khi mà cái đám cầm súng sử dụng bạo lực để chiếm đoạt quyền hành đó thì quyền lực quốc gia đã bị bại hoại đệ nhị việt nam cộng hòa là một thí dụ điển hình Nguyên tắc dân chủ là quyền lực quốc gia thuộc về toàn dân. Người dân trao quyền lực này cho người đại diện thông qua các cuộc phổ thông đầu phiếu. Khi quân đội, công an sử dụng vũ lực để cướp đoạt quyền hành, nền dân chủ đã bị trà đạp. Quyền lực trong tay quân đội trở thành quyền lực không chính đáng. Đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa cầm cự từ năm 63 tới năm 75, xem ra là đã quá thọ rồi một quốc gia có nền pháp trị vững chắc luôn có các bộ luật xác định vị trí của quân đội và công an quân đội và công an không được quyền làm chính trị không được nhận lãnh bất cứ một chức vụ nào trong chính phủ họ chỉ được quyền này khi và chỉ khi họ từ chức hay là đã về hưu các chức vị trong quân đội khi quân đội hay tôn giáo một bên sử dụng vũ lực một bên sử dụng thần quyền nắm quyền lãnh đạo quốc gia thì nền dân chủ đó đã toan rồi trường hợp việt nam cộng hòa thất bại và sụp đổ là có quá nhiều quyền tự do không điều chỉnh bởi luật việc hành xử các quyền tự do này không phù hợp trong tình trạng chiến tranh các quyền tự do báo chí tự do tôn giáo tự do hội họp tự do biểu tình hiển nhiên phải hạn chế các quốc gia thành công như đài loan nam hàn indonesia malay singapore là nhân dân các quốc gia này đồng thuận về việc hạn chế một số quyền tự do nếu việc sử dụng các quyền này đe dọa không chỉ an ninh mà còn đe dọa đến sự hiện hữu của quốc gia của họ. Việt Nam Cộng Hòa đã vừa là một quốc gia chưa hoàn tất, có đủ lý do để thất bại và sụp đổ, vì ở đó có nền dân chủ xà bần, nhất để nhì sư tam cha tứ tướng. Không phải chỉ vì khổng giáo đâu.